Vào năm 2057, những người giàu có thể bỏ một số tiền lớn để tận hưởng một loại hình giải trí kiểu mới. Họ sẽ được trở thành một người chơi không phải trong thế giới ảo mà chính là thế giới thật, nơi họ có thể làm bất cứ thứ gì, như là kết liễu một ai đó. Hay chọn bất kỳ cô gái nào mà bạn thích để trở thành người yêu. Trong thế giới này có rất nhiều bối cảnh và thể loại trò chơi khác nhau để những người chơi có nhiều loại hình giải trí. Những nhân vật ở trong đây đều không phải là con người, mà là những người máy bằng silicon trông thật hơn cả chúng ta. Vậy đây là nơi nào? Mọi người cùng mình bắt đầu câu chuyện nhé! Mở đầu phim, một người phụ nữ tên là Dolores tỉnh dậy ở giường tại một ngôi nhà miền Tây nước Mỹ. Sau đó Dolores lại tiếp tục công việc hàng ngày của cô. Trước khi ra khỏi nhà để vào thị trấn, Dolores chào cha cô ấy tên là Peter. Cùng lúc đó, ở ngoài thảo nguyên có một đoàn tàu đưa một người đàn ông tên Teddy và các hành khách trên tàu đến thị trấn. Trừ Teddy ra thì những người khác đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp của vùng đất này. Rồi không bao lâu con tàu đã tới nơi, các du khách đều háo hức đi tham quan thị trấn. Ở đây đúng nghĩa là một thị trấn thời kỳ viễn Tây với cảnh sát trưởng và những cao bồi cùng ngựa ở khắp nơi. Teddy sau đó bước vào quán bar và gọi một ly rượu. Có một cô gái bán hoa ra mời chào anh ta nhưng Teddy đã nói không với thể loại này. Đột nhiên Teddy nhìn thấy Dolores bên ngoài cửa sổ. Anh ta ngay lập tức chú ý tới cô ấy và đi theo. Khi Dolores rơi đồ, Teddy đã đến giúp đỡ cô ấy. Hóa ra hai người là người quen từ trước vì Teddy đã rời khỏi thị trấn trong nhiều năm giờ mới trở về. Rồi họ đã đi chơi với nhau cả ngày hôm đấy. Đến tối bọn họ về tới nhà của Dolores, bỗng nhiên có tiếng súng phát ra bên trong, có vẻ như nhà của cô ấy đang bị cướp, Teddy cầm súng đi vào. Ở bên trong không may Peter và vợ đã bị chúng kết thúc, lúc này Teddy đã vào hạ gục cả hai tên cướp, Dolores đang đau buồn khi thấy Peter đã chết. Bỗng nhiên một người mặc áo đen đi tới và bảo hai người từng là bạn cũ của nhau, người mặc áo đen bảo đã ở đây 30 năm mà Dolores vẫn không bao giờ nhớ gì về ông ấy. Có vẻ người mặc áo đen biết rất rõ Dolores. Khi Teddy đi ra đe dọa ông ta thì ông coi thường cả anh ấy, ông ta còn chấp Teddy bắn trước vào người ông. Ngay khi Teddy nổ súng, người mặc áo đen vẫn vậy không sao cả, Teddy bắn bao nhiêu viên đạn đều không gây nổi sát thương cho ông ta. Người mặc áo đen bảo Teddy sinh ra đã là kẻ thua cuộc, Teddy rất sốc và chỉ biết quỳ xuống, rồi ông ta kết thúc Teddy và lôi Dolores vào trong làm chuyện đấy. Ngày hôm sau Dolores tỉnh dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cô không nhớ về chuyện ngày hôm qua. Cô lại ra chào Peter rồi đi vào thị trấn. Và bên kia Teddy cũng vậy, anh ấy tiếp tục ở trên tàu đến thị trấn. Chỉ có cái khác ở đây là lần này có những vị khách không giống hôm qua, hóa ra tất cả bọn họ đều đang ở trong một công viên khổng lồ tên là Thế giới Viễn Tây. Những nhân vật như Dolores hay Teddy chỉ là một NPC ở trong thị trấn, những người máy nhân tạo bằng silicon hay còn được gọi là các chủ thể. Mỗi người trong số họ đều mang một cốt truyện và nhiệm vụ dành riêng cho người chơi, còn những người chơi là những người giàu có, chịu bỏ ra một số tiền lớn để vào công viên này giải trí theo kiểu mới. Trong khu điều hành công viên, lúc này trưởng phòng kỹ thuật là Bernard và nhân viên tên Elsie đang quan sát chủ thể cô gái bán hoa hôm qua khi giám đốc điều hành tên là Ford. Cũng là người đã tạo ra công viên thế giới viễn Tây, mới thêm một dòng mã vào các chủ thể được gọi là sự mộng mơ. Với ý tưởng giúp những chủ thể sẽ giống một con người hơn, nhưng có vẻ các chủ thể được nâng cấp đang có những hành động kỳ lạ không có trong lập trình. Sau đó Bernard đi gặp trưởng phòng vận hành của công viên là Teresa, cô mới phát hiện hoạt động bất thường ở kho đông lạnh, nơi lưu giữ các chủ thể bị bỏ đi. Giờ Bernard sẽ đi cùng với đội trưởng an ninh là Ashley tới đó để tìm hiểu. Teresa cũng phàn nàn về bản nâng cấp mới cho các chủ thể, vì lần nào nâng cấp là kiểu gì cũng gặp một lỗi gì đó. Sau đó Bernard cùng Ashley và đội an ninh tới kho đông lạnh, hóa ra không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là giám đốc của họ Ford đang ngồi nói chuyện với một chủ thể. Bernard tới báo cáo sự mộng mơ đang giúp những chủ thể thay đổi và trông họ thật hơn rất nhiều. Ford có vẻ như đã biết trước chuyện này và không có biểu cảm gì khi nghe. Trở về thị trấn, hôm nay có hai người chơi mới đã được cảnh sát trưởng mời làm nhiệm vụ bắt cướp. Vừa nghe tới bắt cướp thì hai người liền hào hứng nhận nhiệm vụ này, còn Teddy bên kia đã nhìn thấy Dolores định đi tới thì có một nhóm người đã tìm Teddy. Kịch bản của Teddy hôm nay sẽ phải tiếp những người chơi này, bên kia Dolores lại rơi cái hộp và người nhặt lên bất ngờ chính là người chơi áo đen hôm qua. Tuy nhiên ông ta chỉ qua chào hỏi Dolores và bảo hôm nay ông có nhiệm vụ khác, người chơi áo đen sau đó vào quán bar tìm tới một chủ thể chia bài poker. Một lúc sau ở chỗ hai người thực hiện nhiệm vụ cùng cảnh sát trưởng, bỗng nhiên ông ấy đang giới thiệu thì lại nói không ra lời và khuôn mặt không cử động nổi. Đội kỹ thuật đã nhanh chóng mang chủ thể này về kiểm tra, người quản lý nội dung tên là Lee đang phàn nàn về vấn đề này. Vì chỉ cần một chủ thể bị hỏng thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kịch bản của các tuyến nhân vật khác, Teresa hỏi Bernard liệu lỗi có phải nằm ở bản cập nhật mới nhất. Bernard vẫn chưa biết được và anh sẽ phải tìm hiểu, Teresa định cho rút các chủ thể được nâng cấp ra ngoài thì Lee cực kỳ phản đối. Điều đó sẽ làm hỏng toàn bộ kịch bản đã có trước, Bernard lúc này đảm bảo mã lệnh chủ thể không tấn công con người vẫn có tác dụng. Thậm chí chủ thể còn không thể giết một con ruồi, Teresa cuối cùng vẫn cho mọi thứ tiếp tục. Quay lại với Dolores,
Cô đang vẽ tranh thì có ba người chơi đi tới. Cậu bé lúc này tò mò hỏi Dolores, có phải cô là chủ thể và không phải là một con người? Dolores không hiểu cậu nói gì hết và đi về nhà. Còn cha của Dolores, Peter đang chăn ngựa thì nhặt được một bức ảnh của một người chơi đánh rơi. Kể từ lúc đó Peter bị sững người. Khi Dolores về tới nhà, ông đã cho cô xem bức ảnh về người phụ nữ chụp ở quảng trường thời đại New York. Peter thắc mắc nơi đó là nơi nào nhưng Dolores cũng không biết. Đến tối ở chỗ người chơi áo đen, ông ta đã đợi sẵn chủ thể chia bài poker xong nhiệm vụ đi ra và bắt anh ta. Một lúc sau Bernard đang kiểm tra chủ thể bị hỏng thì Elsie tới báo có một vấn đề nghiêm trọng vừa xảy ra ở trong một quán ăn. Một chủ thể bất ngờ tấn công 6 chủ thể khác và hai người chơi đang hoảng loạn khi chứng kiến. Bernard nhanh chóng tới kiểm tra và quyết định với Teresa. Họ sẽ thu lại các chủ thể được nâng cấp và xóa đi bản cập nhật, còn kịch bản mới dành cho người chơi, Teresa sẽ dùng kịch bản bắn nhau, khách hàng ai mà chả thích máu me. Sau đó Bernard đi báo lại với Ford về việc các chủ thể nâng cấp bị lỗi và thu hồi. Khi nghe được chuyện này thì Ford vẫn hờ hững và như biết trước là nó sẽ xảy ra. Vào sáng sớm ở chỗ người chơi áo đen, ông ta đang hỏi người chia bài poker về một tầng sâu hơn ở trò chơi này hay là một nhiệm vụ ẩn mà trong 30 năm qua ông chơi trò này không hề biết. Người chia bài kia sống chết bảo không biết, nhưng khi người áo đen tách đầu của chủ thể kia thì thấy một mê cung được khắc trên lớp vỏ. Tại nhà Dolores hôm nay cô lại bắt đầu một ngày mới và lúc cô ra ngoài chào Peter, cô bị bất ngờ khi ông ấy vẫn đang cầm tấm ảnh kia và sợ hãi. Peter bảo đã nhận ra mọi chuyện. Tuy vậy, ông bị lắp bắp và không nói nổi ra lời. Ông cố gắng bảo Dolores phải rời khỏi đây. Ở đây là địa ngục và toàn là quỷ dữ. Rồi ông thì thầm gì đó với Dolores. Dolores sau đó chạy vào trong thị trấn cố gắng tìm bác sĩ và Teddy lại tới tìm cô. Tuy nhiên lúc này nhiệm vụ bắn nhau đã tới. Bọn cướp đi tới xả đạn vào mọi người trong đó có cả Teddy. Rồi một người chơi đã xuất hiện kết thúc bọn cướp và trở thành người hùng. Hai vợ chồng mừng rỡ gọi người chụp ảnh khi lần đầu làm chuyện đấy. Ở trung tâm điều khiển Teresa và Lee cũng quan sát. Đối với Teresa kịch bản này vẫn là tốt nhất không bao giờ hết hot. Còn Lee cảm thấy kịch bản này nhạt như nước ốc. Trong lúc đó, mọi người không ai để ý tới Dolores, người đang đau buồn khi thấy Teddy qua đời. Mãi đến tối Elsie đã phát hiện ra hai người bị sai kịch bản và đưa về. Ashley bắt đầu tra hỏi Dolores về Peter và bức ảnh lạ kia. Họ đã tới căn nhà và phát hiện ra nó. Dolores vẫn cảm thấy không có ấn tượng gì với nó, chứng tỏ cô ấy không có lỗi. Nhưng khi Ford nói chuyện với Peter, cứ mỗi lần tắt đi bật lại thì chỉ được một lúc, rồi Peter lại nhận ra mình là một chủ thể và bị hành hạ ngày qua ngày bởi con người. Ông ấy muốn nói cho Dolores sự thật và trả thù những người đã chế tạo ra họ. Ford nhận ra câu nói của Peter là được lấy trong một kịch bản khác. Có vẻ những chủ thể bị lỗi này đang tự động truy cập lại ký ức ở những vai diễn trong các kịch bản cũ. Việc nâng cấp sự mộng mơ đã làm Peter truy cập được nó. Bên kia Ashley hỏi về câu thì thầm của Peter với Dolores. Cô bảo câu nói đó là hành động bạo lực sẽ kết thúc bằng bạo lực và Dolores vẫn không hiểu gì về câu nói đấy. Mọi thứ đã xong giờ Dolores chỉ bị xóa ký ức và quay lại kịch bản làm con gái của Peter, còn Peter sẽ bị đưa xuống kho đông lạnh lưu trữ. Sáng hôm sau Dolores lại thức dậy, người cha của cô đã được thay thế bằng một chủ thể khác. Trong lúc này Dolores đã có một biểu hiện ngoài lập trình là biết đập một con ruồi. Sau đó Dolores tới thị trấn và tiếp tục các hoạt động hàng ngày, bỗng nhiên cô thấy được hình ảnh toàn bộ người dân trong thị trấn đã chết. Lúc này có một chủ thể là cô gái bán hoa tên May đến nói chuyện. Dolores liền đọc câu lệnh hành động bạo lực sẽ kết thúc bằng bạo lực cho May. May chợt đứng người rồi đã nhận ra gì đó. May khi vào tiếp khách thì cô lại nhìn thấy những hình ảnh của kịch bản cũ, lúc cô có vai diễn là một người mẹ với con gái. Rồi người chơi áo đen đã xông vào nhà và tấn công cả hai. May sau đó cũng bị đưa ra ngoài kiểm tra, nhưng họ không phát hiện ra gì và chỉ điều chỉnh rồi đem trở lại công viên. Còn ở chỗ người chơi áo đen, ông tìm đến một tử tù tên là Lauren. Những nhân vật khác định ngăn cản người chơi áo đen thì đều bị ông ta hạ gục và đưa Lauren ra. Ông vứt cho Lauren xem cái hình mê cung và bảo anh ta sẽ dẫn ông đi tìm nó. Một lúc sau họ nhanh chóng tới quê nhà của Lauren, mặc dù người chơi áo đen không bị sát thương từ chủ thể. Nhưng chỉ cần với kỹ năng của mình, người chơi áo đen dễ dàng hạ gục toàn bộ những người dân trong ngôi làng. Bên kia Ashley cũng nhận được báo cáo về hành động tàn sát các chủ thể, tuy nhiên ông ta là người chơi nên quản trị viên không can thiệp được sau khi kết thúc vợ Lauren. Chủ thể con gái của Lauren cuối cùng đã phải nói ra một nhiệm vụ ẩn về mê cung cho người chơi áo đen biết, rồi ông ta mang Lauren tiếp tục hành trình. Sau khi vai diễn kết thúc, May đang được hai người dọn dẹp là Felix và Sylvester chỉnh trang lại để bắt đầu vai diễn mới, bỗng nhiên May ngồi dậy làm bọn họ sợ hãi. Cô đe dọa bọn họ và ra được bên ngoài, lúc này cô ấy bị sốc khi thấy hàng loạt xác của những người dân thị trấn, rồi Felix và Sylvester đã tới tắt May đi và mang về. Bên giám đốc Ford, ông một mình đi vào trong công viên. Rồi một cậu bé là chủ thể xuất hiện và nói chuyện với Ford. Có điều lạ là hai người này có cách nói chuyện rất giống nhau. Và ông dẫn cậu tới một mảnh đất và bảo nơi đây từng có một thị trấn và một nhà thờ màu trắng.
The Four sẽ xây dựng lại mọi thứ. Hôm sau, Lee giới thiệu các kịch bản và 50 chủ thể mới cho mọi người. Tuy nhiên, Four đã gạt phát đi. Ông thông báo giờ họ sẽ dồn toàn bộ nguồn lực để làm một kịch bản theo ý của Four. Elsie vẫn tiếp tục điều tra vụ chủ thể bị lỗi. Cô thấy trong lúc tấn công những người đó thì anh ta nói chuyện với một người có tên là Arnon. Bernard lúc này nhận được thông báo về một chủ thể bị lỗi và đang đi ra ngoài khu vực hoạt động. Anh liền cho Elsie cùng Ashley đi xử lý nó. Sau đó, Bernard cũng tới hỏi Four về người tên là Arnon đang được các chủ thể bị lỗi nhắc đến. Four cuối cùng đã phải thú nhận, không phải mỗi mình ông đã tạo ra công viên thế giới viễn Tây, mà ông còn một cộng sự khác tên là Arnon. Tuy vậy, cộng sự này lại không muốn xuất hiện trước mọi người, nên đã được Four giấu kín. Arnon cũng là người phát minh ra các chủ thể. Khi công thức của ông ấy được dựa theo một kim tự tháp, đầu tiên sẽ là phần ký ức của chủ thể rồi đến sự ứng biến. Và cuối cùng là tự ý thức giống một con người. Tuy nhiên, bước cuối thì Arnon vẫn chưa đạt được điều đó và không may qua đời trong công viên này. Sáng hôm sau, Dolores gặp lại Teddy. Lần này hai người tiếp tục ngao du với nhau. Cô bỗng nhiên hỏi Teddy ở ngoài vùng đất này thì có cái gì. Teddy trả lời theo kịch bản có sẵn, rồi bảo một ngày nào đó sẽ đưa cô đi ra bên ngoài. Dolores chợt nhận ra sao họ không đi luôn vào ngày hôm nay hay ngày mai mà phải là một ngày nào đó. Tuy nhiên, Teddy vẫn nói lảng đi và mang Dolores về nhà cô để diễn kịch bản cướp tới nhà. Một lúc sau, Four bất ngờ tới gặp riêng Teddy và bảo sẽ cho anh ta diễn lại một vai diễn của kịch bản cũ đã có từ lâu. Bên Bernard, ông đang xem lại những hình ảnh về người con trai không may mắc bệnh hiểm nghèo và đã qua đời. Giờ ông hầu hết dành thời gian trong công viên và không về nhà nữa. Rồi lâu ngày ở đây, ông cũng đã dần dần có tình cảm với Teresa. Hai người đang trong một mối quan hệ bí mật. Cùng lúc này, ở chỗ Ashley và Elsie, họ đã tìm được chủ thể đi lạc. Khi Ashley xuống dưới đưa nó ra thì bỗng dưng nó lại tỉnh lại tấn công Ashley rồi trèo lên. Tưởng nó sẽ tấn công Elsie nhưng nó chỉ cầm cục đá và tự hủy. Sáng hôm sau, ở bên ngoài công viên, có một người tên Logan đã rủ chồng sắp cưới của em gái tên là William tới công viên thế giới viễn Tây để giải trí. William là người lần đầu đến và được một người hướng dẫn xinh đẹp tiếp đón nhiệt tình. Mọi trang phục thiết bị đều đã được chuẩn bị cho anh. William lúc này thắc mắc liệu cô hướng dẫn có phải một chủ thể. Cô bảo nếu anh không phân biệt được thì việc là con người hay chủ thể có khác gì nhau. Cô ấy sau đó đã thú nhận mình là một chủ thể và William muốn làm gì cô cũng được. Nhưng William vẫn giữ được bản thân và từ chối. Sau khi lên đổ, William được đưa lên tàu khởi hành với Logan. Elsie đã mang chủ thể lỗi kia về. Teresa bỗng đi tới và muốn phòng vận hành tiếp quản điều tra chuyện này. Rồi Teresa tới chỗ của Four, nơi đang xây dựng kịch bản mới. Cô muốn biết Four đang định làm gì mà dùng máy đào đất khổng lồ để thay đổi địa hình của nơi này, nhưng Four đã không nói. Teresa cũng thông báo sắp tới sẽ có thành viên cấp cao của hội đồng quản trị được cử tới giám sát bọn họ. Sau đó, Four bảo các nhân viên xây dựng nội trong vòng ngày hôm nay và ngày mai phải hoàn thành dự án. Bên kia, người chơi áo đen cùng Lauren đã tới nhiệm vụ tiếp theo thì gặp được Teddy trong vai diễn mới của anh ta. Sau đó, người chơi áo đen bỏ lại Lauren và cùng Teddy tiếp tục hành trình đi tìm mê cung. Còn hôm nay, Dolores đã không thực hiện nhiệm vụ và quyết định đi khám phá thế giới bên ngoài. Ở đây cô cũng gặp được William, rồi William đã mang theo Dolores trong chuyến hành trình khám phá thế giới viễn Tây. Elsie vẫn nghi ngờ về con chủ thể bị lỗi. Cô bỏ qua lệnh của Teresa và kiểm tra cái xác của chủ thể đi lạc. Elsie phát hiện trong nó có một thiết bị chiếu tia laser vệ tinh để truyền dữ liệu ra ngoài. Có vẻ gián điệp đang cố gắng đánh cắp dữ liệu của công viên bằng việc lợi dụng các chủ thể. Bên chỗ của hai người dọn dẹp Felix và Sylvester, May tiếp tục tỉnh lại và hỏi họ thật ra cô là cái gì. Hai người đã phải giải thích cho May hiểu rằng cô là một NPC hay người máy nhân tạo bằng silicon. Những gì cô ấy nói đều sẽ được lập trình trước. May bắt họ đưa đi xem nơi này và đã thấy được quá trình tạo ra một chủ thể. Rồi kịch bản của từng nhân vật, mọi thứ đều được lên nội dung từ trước. Lúc này May cũng thấy đoạn quảng cáo về hồi cô còn ở trong kịch bản mẹ và con gái. Lúc trở về với khả năng quyến rũ của gái bán hoa cộng thêm sự đe dọa, May đã ép được hai người họ làm việc cho cô và chỉnh các chỉ số của cô lên mức cao nhất. Hôm sau, Lee được Teresa giới thiệu người giám sát từ hội đồng quản trị tên là Sarlot. Sau đó, Teresa và Sarlot có nói chuyện. Thật ra họ chính là người đứng sau việc chủ thể gửi dữ liệu ra bên ngoài. Hội đồng quản trị đang muốn đánh cắp dữ liệu của các chủ thể và cho Four nghỉ hưu. Ông ta nắm quyền công viên này đã quá lâu rồi, nhưng họ sợ Four khi nghỉ hưu sẽ phá hủy đi các chủ thể vì chính Four là người tạo ra chúng, nên họ phải cần một phương án dự phòng. Ở chỗ Elsie, cô đã truy được nguồn gốc dữ liệu và lập tức gọi cho Bernard báo cáo việc chính Teresa là người ăn cắp. Tuy vậy, còn một vấn đề lớn hơn đang xảy ra. Elsie phát hiện có người đã can thiệp vào các chủ thể cách đây vài tuần, giúp họ có thể không phải thực hiện các nhiệm vụ hay nói dối các quản trị viên, thậm chí còn có thể tấn công các người chơi. Giờ chỉ cần nó được kích hoạt thì mọi thứ đều không cản nổi. Một lúc sau, trong khi Elsie ở dưới đó, bất ngờ một người xuất hiện và hạ gục Elsie. Sáng hôm sau, May đang giả vờ thực hiện nhiệm vụ ở quán nước thì bỗng nhiên những người thu dọn đi tới. May tưởng họ tới bắt cô và chuẩn bị tinh thần chiến đấu,
nhưng người họ bắt là người đồng nghiệp bên cạnh. Ở phòng làm việc, Bernard nhận được thông báo triệu tập từ Teresa, và khi anh hỏi nhân viên về Elsie thì họ bảo cô ấy đã xin nghỉ ốm. Bernard sau đó đi tới phòng có cả Ford, Teresa và Charlotte. Teresa bắt đầu cho họ xem về việc cô gái bán hoa bị đánh, rồi họ tắt đi bật lại cả hai, nhưng lần này cô gái vẫn nhớ đây là kẻ thù và tự động đánh trả. Điều này đã làm trái lệnh ban đầu được đưa ra. Charlotte cho rằng tất cả là do sự mộng mơ của Ford thêm vào và sẽ có người phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này. Trưởng phòng kỹ thuật Bernard sẽ bị sa thải, một trong những người thân tín của Ford. Ford lúc này đã biết đây là trò của Teresa và Charlotte nhằm hạ bệ ông, vậy nên Ford cũng chỉ im lặng. Bên kia, May được đem trở lại văn phòng. Cô liền bắt Felix đưa cô đi xem người đồng nghiệp, thì lúc này chủ thể đó đã được Teresa chuẩn bị cho đem vào khu đông lạnh. Bernard đi tới và bảo Teresa đi theo. Bernard đã tìm được vấn đề của các chủ thể nằm ở đâu và anh cũng bảo với Teresa biết cô là gián điệp. Không còn cách nào khác, Teresa đã đi theo Bernard, rồi hai người tới một khu bí mật mà Ford đã lén đặt ở đây. Khi họ đi xuống có một cái máy móc kiểu cũ dùng để tạo các chủ thể. Lúc Teresa nhìn thấy các thiết kế ở trên bàn, cô bị kinh ngạc khi có một bản thiết kế về Bernard, rồi Ford đã xuất hiện. Teresa chợt nhận ra sự kinh khủng của Ford. Thậm chí Bernard còn không nhận ra chính anh là một chủ thể. Ở trong căn phòng này, Teresa không liên lạc được với bên ngoài. Cuối cùng Ford đã ra lệnh cho Bernard kết thúc Teresa. Một lúc sau, Bernard đang khóc vì những gì anh vừa làm. Bernard còn hỏi trước đó anh đã từng làm chuyện này cho Ford chưa, và Ford đã nói không. Tuy vậy, Bernard không nhớ rằng anh là người đã hại Elsie. Ford sau đó đã xóa đi ký ức và bảo Bernard đi hủy các bằng chứng liên quan đến Teresa. Còn May, sau khi chứng kiến chủ thể kia bị đem vào kho đông lạnh, cô quyết định sẽ thoát khỏi cái công viên này. May bảo Felix và Sylvester tháo đi quả bom đặt ở trong xương của cô, để tránh việc các chủ thể bị mang ra khỏi công viên, rồi họ đem cô sang phòng vận hành và cấp quyền quản trị viên cho May. Cùng thời gian xảy ra những chuyện ở trong văn phòng, bên công viên hai người Dolores và William có chuyến hành trình thực hiện nhiệm vụ rất vui vẻ cùng nhau. Trải qua những hoàn cảnh đặc biệt, William đã yêu Dolores lúc nào không biết, sau đó họ đã có vài khoảnh khắc vui vẻ với nhau. Còn ở chỗ người chơi áo đen, Teddy đã nhớ ra một thị trấn, nơi anh thấy rất nhiều người chết và đưa người chơi áo đen tới đó. Sáng hôm sau, Ford được gọi tới và Charlotte đã thông báo về cái chết của Teresa. Ashley tìm thấy cô ấy bị ngã xuống ở một mỏm đá với thiết bị tia laser vệ tinh. Giờ thì ai cũng biết Teresa là gián điệp và đã chết trong khi cố truyền dữ liệu ra ngoài. Charlotte thừa biết chính Ford làm việc này, nhưng cô cũng không có bằng chứng và phải chấp nhận. Ford sau đó cho Ashley là trưởng phòng vận hành công viên, còn Charlotte tới chỗ người chơi áo đen. Hóa ra ông ấy lại chính là chủ tịch của tập đoàn Delos, tập đoàn sở hữu công viên thế giới Viễn Tây. Charlotte đề nghị với người chơi áo đen bỏ phiếu loại Ford khỏi vị trí giám đốc điều hành. Người chơi áo đen bảo Charlotte thích làm gì cũng được, còn ông ta chỉ muốn chơi game. Sau đó cô đi đón những cổ đông hôm nay tới để dự buổi lễ giới thiệu kịch bản mới của Ford. Khi nghị quyết được thông qua, Charlotte tới chỗ Ford và thông báo hội đồng quản trị đã bỏ phiếu việc Ford sẽ nghỉ hưu sau khi công bố kịch bản mới. Lúc Ford dọa sẽ phá hủy các chủ thể thì Charlotte tin Ford sẽ không phá hủy những đứa con tinh thần của ông như vậy. Ở trong thị trấn, May đã không thực hiện nhiệm vụ nữa. Cô điều khiển tất cả các chủ thể làm cho mọi thứ loạn lên để chuẩn bị cho kế hoạch tẩu thoát sắp tới. Vào nhiều năm trước, cái ngày May còn làm vai diễn người mẹ và con gái, lúc này bất ngờ người chơi áo đen đã tới tấn công bọn họ. Sau đó ông ta cũng phát hiện một mê cung xuất hiện ở chỗ May. Còn May, từ lúc xảy ra vụ việc và cô đã bị lỗi nặng, May không thể quên đi được các ký ức ngày hôm đấy. Rồi Ford và Bernard đã phải cho May sang vai diễn gái bán hoa. Quay lại hiện tại, sau khi bị phát hiện hành vi phá hoại, May đã được đưa tới để gặp Bernard. Là một chủ thể thì cô liền nhận ra anh ta giống mình. Với quyền quản trị viên, May đã điều khiển Bernard xác nhận cô vẫn bình thường và thả cô đi. Rồi May bảo Bernard hãy đi tìm kiếm sự thật về anh. Bernard chạy đến phòng của Ford điều tra về ông ta. Sau đó anh gọi Ford tới gặp riêng. Bernard đã dùng một chủ thể ở trong kho để Ford không điều khiển được và đe dọa Ford bắt ông ta nói ra sự thật. Ford cuối cùng đã phải trả lại ký ức cho Bernard. Cùng lúc này ở bên ngoài, Dolores đang phiêu lưu cùng William thì cô bỗng thấy một thị trấn quen thuộc. Ở đây có một nhà thờ màu trắng và rồi Dolores đã nhớ ra mọi chuyện. Nhiều năm trước cô đi vào trong nhà thờ màu trắng, cô gặp được các chủ thể cũng tìm tới đây, họ như đang gặp một vấn đề gì đó. Cô đi xuống dưới thì gặp được Bernard, nhưng đây không phải Bernard mà chính là Agnon, người tạo ra các chủ thể. Agnon bảo với Dolores là giờ đây cô ấy đã có ý thức. Trước đó ông ấy tạo ra các chủ thể với thứ tự kim tự tháp. Đầu tiên là ký ức, rồi đến sự ứng biến, xong cuối cùng là ý thức. Tuy nhiên nó lại không thành công. Vì để các chủ thể tự ý thức được thì nó không diễn ra theo hướng như vậy. Ý thức được xuất hiện bởi các sự lựa chọn khác nhau trong một quá trình hoạt động của chủ thể. Và nó phải là một hình mê cung. Vì thế ông đã dùng một phương pháp là độc thoại nội tâm thiết lập giọng nói của mình trong các chủ thể để đưa họ đi thực hiện nhiệm vụ tìm mê cung này. Rồi các chủ thể sẽ tạo ra ý thức của chính mình. Ông chúc mừng Dolores đã tiến hóa và có ý thức. Agnon sẽ đi báo cho Ford dừng mở công viên,
vì nếu nó được mở ra thì đây không khác gì địa ngục với các chủ thể, nhưng Ford lại từ chối. Sau đó ông đã cho Dolores và Teddy giết toàn bộ chủ thể trong thị trấn để ngăn việc mở công viên. Arnold cũng đã dùng thêm cả tính mạng của ông vào đấy, bằng việc để Dolores kết thúc ông với khẩu súng. Tuy vậy, mọi thứ đều được Ford giấu đi và không ai biết chuyện gì xảy ra. Rồi tập đoàn Delos đã đến đầu tư và công viên thế giới Viễn Tây vẫn mở cửa thành công. Bernard cũng đã nhận ra ông chính là bản sao của Arnold và chết lặng. Thật ra chuyện Bernard biết được thân phận thật của mình thì Ford đã gặp rất nhiều lần trong nhiều năm hai người làm việc. Tất cả nãy giờ Ford chỉ đang diễn trò và vẫn kiểm soát được mọi chuyện. Ford bảo Bernard hãy đợi một thứ sẽ diễn ra vào tối nay. Quay lại nhà thờ, người chơi áo đen đã được Teddy đưa tới đây và muốn biết về mê cung kia. Ông bắt đầu tấn công Dolores. Lúc này cô bảo rằng William sẽ tới cứu cô. Người chơi áo đen chợt cảm thấy buồn cười vì ông ta chính là William, còn những thứ cô trải qua cùng William vài ngày nay chỉ là các ký ức cũ cách đây nhiều năm về trước. Ngày hôm đó, sau khi kết thúc nhiệm vụ với Dolores, thì William hôm sau vẫn tìm tới cô ấy, nhưng lần này một người chơi khác đã tiếp cận trước. William chợt nhận ra Dolores chỉ là một NPC chứ không gì hơn. Thật là sai lầm khi dành tình yêu cho một người máy, rồi kể từ đó William đã thay đổi và vươn lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Delos. Dolores cũng kinh hãi khi biết được William hiện tại lại ra nông nỗi này, cô bắt đầu chống trả. Với sức mạnh của một người máy cộng với việc có được ý thức thì Dolores dễ dàng hạ gục William. Khi cô rút súng định kết thúc ông ta thì cô lại không làm được và William đã đâm được Dolores. Teddy lúc này cưỡi ngựa tới giải cứu Dolores và mang đi. Sau đó Ford xuất hiện chúc mừng William đã tìm được mê cung, nhưng nó không dành cho người chơi mà là cho các chủ thể. William thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Ford bảo ông ta thay quần áo đi dự buổi tiệc ra mắt kịch bản mới. Hóa ra toàn bộ trò chơi bí ẩn đi tìm mê cung của William được Ford công bố thành kịch bản mới cho hội đồng quản trị. Trong khi đó, May cũng bắt đầu hành động với sự trợ giúp của hai chủ thể. Họ tiêu diệt các lính gác. Lúc này May và mọi người đi qua một khu có các binh sĩ samurai thời xưa. Felix giải thích là công viên này không chỉ có mỗi thế giới Viễn Tây mà còn nhiều thế giới khác nữa. Sau khi ra được thang máy, May chia tay hai chủ thể kia vì họ không có quyền ra ngoài như cô, rồi May cải trang thành một người chơi và lên tàu đợi nó rời đi. Bên trong công viên đang có một buổi tiệc. Lúc này Ford đã bí mật gặp riêng Dolores, người đã hoàn toàn có ý thức. Ông cho cô xem người bạn Arnold giờ đã là Bernard. Ford thừa nhận với cô chính mình là người đã đối xử độc ác và giam giữ các chủ thể ở công viên này suốt bao nhiêu năm nay. Giờ chính là lúc để cô đứng lên và trả thù, rồi Ford để lại khẩu súng ngày trước Dolores bắn Arnold và rời đi. Khi ra ngoài, Bernard hỏi rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, nếu Ford đã là kẻ thù của những chủ thể sao còn cập nhật sự mộng mơ để họ lấy lại được ý thức. Ford bảo Arnold trước đó chỉ có lòng nhân ái khi định cứu các chủ thể, tuy vậy Arnold lại không biết cứu họ bằng cách nào. Con người sẽ không bao giờ chấp nhận việc chủ thể có được ý thức giống họ, một núi thì không thể có hai hổ được. Đối với Ford, các chủ thể phải có thời gian để biết được đau khổ và học được những gì từ con người, thì họ mới sẵn sàng đối đầu với những thứ sắp tới. Ông cũng có tình yêu với các chủ thể như Arnold, nên bao nhiêu năm nay ông đã giữ họ ở công viên này, ít ra thì họ vẫn sẽ sống. Tuy nhiên mọi chuyện sẽ thay đổi vào ít phút nữa, rồi Ford bắt tay từ biệt Bernard và chúc các chủ thể may mắn trong tương lai. Còn May trong khi ở trên tàu, cô thấy được một cặp mẹ con và nghĩ về con gái ngày trước đang ở trong công viên. Cuối cùng May đã không kìm lòng và xuống tàu đi tìm nó. Đúng lúc này thì công viên bắt đầu trục trặc hệ thống điện. Bên trong Dolores với ý thức được hình thành, cuối cùng cô đã quyết định đứng lên chống lại loài người. Ở bên ngoài Ford lên phát biểu và bắt đầu nói về lỗi lầm của ông được tạo nên bởi vì loài người không chấp nhận sự thay đổi. Con người luôn muốn kiểm soát và dùng bạo lực để răn đe, nhưng cuối cùng con người sẽ phải trả giá khi hành động bạo lực sẽ kết thúc bằng bạo lực. Ngay khi đó, Dolores đi lên cầm khẩu súng và kết thúc Ford, không giống như Arnold hy sinh tính mạng mà không giúp gì được cho các chủ thể. Còn Ford lần này thì khác, ông đã dùng tính mạng của mình để mở ra một cuộc phản công của các chủ thể dành cho con người. William ở bên kia cũng thấy hàng loạt chủ thể đang đứng trong rừng và bất ngờ tấn công ông, người đi săn đã chuyển thành người bị săn. Đến đây thì phần đầu tiên trong 4 phần của bộ phim truyền hình Thế giới Viễn Tây cũng kết thúc. Nếu mọi người thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại!